thánh cha, các giám mục, các linh mục và các nhà cầm quyền trên thế giới, để mọi người nỗ lực xây dựng một thế giới công bình và nhân đạo. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cha Quoc và chị Isabel Thuy vừa kết hôn với nhau trong Chúa, để cuộc đời hôn nhân của hai người đã khởi sự trong vui tươi hân hoan, cũng được mãi mãi tiếp diễn trong an bình và hạnh phúc. Chúng ta